Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Trung giao tiếp theo giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa. Mình là Nguyễn Thoan. Hôm nay tiếng Trung Ánh Dương sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn bài số 23, chủ đề tuy bù chỉ, có nghĩa là tôi xin lỗi. Chúng ta cùng vào bài học nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau nắm một số những mẫu câu quan trọng trong bài. Các bạn đến với mẫu câu thứ nhất. Tuy bù chỉ, rằng nì chiếu tầng lơ. Tuy bù chỉ, rằng nì chiếu tầng lơ. Có nghĩa là xin lỗi, để bạn chờ lâu rồi. Trong đó, rằng nì có nghĩa là để bạn, khiến bạn chiếu tầng, có nghĩa là chờ lâu. Ní chẩn mơ ba tiền bạn trái lái. Ní chẩn mơ ba tiền bạn trái lái. Sao 8:30 bạn mới tới? Thì ở trong bài này chúng ta học được từ chẩn mơ, dùng để hỏi lý do. Chẩn mơ ba tiền bạn trái lái, sao lại 8:30 mới tới? Chân bao chiên, của lái hoàn lơ. Chân bao chiên, thật là xin lỗi, của lái hoàn lơ, tớ tới muộn rồi. Ban lù sang, của the zi xính chơ hoài lơ. Ban lù sang có nghĩa là đang giữa đường, đang trên đường. Ban có nghĩa là một nửa giữa đấy, ban lù, chúng ta có thể dịch là giữa đường. Của the zi xính chơ hoài lơ, xe đạp của tớ bị hỏng rồi. Hoài là tính từ, nghĩa là hỏng, xấu. Tiếp tục, tự xính chưa, siêu hảo lơ ma. Xe đạp đã sửa xong chưa? Siêu hảo có nghĩa là sửa xong. Siêu hảo lơ ma, sửa xong chưa? Ủa chẩn mơ nấng bù lái nơ. Ủa chẩn mơ nấng bù lái nơ. Sao mà tớ có thể không tới được? Tiếp theo, 我们快进电影院去吧。我们快进电影院去吧。 Chúng ta mau vào rạp chiếu phim thôi. Và các bạn sẽ thấy là bổ ngữ xu hướng chìn chấm chấm chì thì sẽ được tách nó ra và đưa địa điểm vào giữa chìn tiên ỉnh yuan chì bà. Tiếp theo, xin chi rư wo mải tạo y bẩn xin xiong xua. Xin chi rư wo mải tạo y bẩn xin xiong xua. Chủ nhật tớ mua được một quyển tiểu thuyết mới. Xiong xua là tiểu thuyết. Sau đây mời các bạn cùng học từ mới. Các bạn đến với từ mới thứ nhất, tôi bù chỉ. Đây là động từ có nghĩa là xin lỗi. Tôi bù chỉ, lù sang tủ chưa, wo chi dao le. Xin lỗi, ở trên đường, tắc đường nên tôi đến muộn rồi. Các bạn sẽ thấy là lù sang là trên đường, tủ chưa là tắc đường. Và chi dao là đến muộn thì cũng bằng với từ mà chúng ta đã học là lái oán. Lái oán là đến muộn đấy. Hoặc tôi bù chỉ cũng có thể kết hợp trực tiếp với tân ngữ phía sau, có nghĩa là có lỗi với ai. Ủa tôi bù chỉ nỉ, ủa tôi bù chỉ tha. Tôi có lỗi với bạn, tôi có lỗi với anh ấy. Từ mới số 2, rằng, để, cho phép. Và chúng ta thường có cấu trúc là rằng cộng với tân ngữ rồi cộng động từ, có nghĩa là để ai làm gì, cho phép ai làm gì. Các bạn cùng xem ví dụ nhé. Ma mà rằng wo chi bing quân bà. Ma mà rằng wo chi bing quân bà. Có nghĩa là mẹ ơi cho con ăn kem đi. Thì đây các bạn sẽ thấy là rằng wo chi bing quân có nghĩa là, hoặc là bing quân có nghĩa là cho con ăn kem. Bing quân ở đây là kem que đấy. Tiếp theo này, từ một số 3, chiểu. Chiểu là tính từ có nghĩa là lâu. Chúng ta thường kết hợp với khẩn hoặc là kháo. Kháo chiểu thì bằng với khấn chiểu, có nghĩa là rất lâu. Ví dụ, kháo chiểu bú chiên là đây là một mẫu câu chào hỏi với những người bạn lâu ngày không gặp. Lâu lắm rồi không gặp. Kháo chiểu bú chiên là trái là mới. Để diễn tả động tác diễn ra muộn hoặc là không thuận lợi. Và trái ở đây thường kết hợp với động từ phía sau. Các bạn sẽ thấy ví dụ này. Ba tiền sang khựa. Ba tiền bàn tha trái lái. 8:00 thì vào lớp. 8:30 anh ta mới tới. Để diễn tả là động tác đến muộn đấy. Hay là không thuận lợi nhá. Tha thiêng là san biển trái thiên tổng. Anh ấy nghe đến 3 lần mới nghe hiểu. Như vậy động tác nghe của anh ấy không được thuận lợi. Anh ấy phải nghe đến 3 lần. Tha thiêng là san biển trái thiên tổng. Từ mới số 5, bao chiền có nghĩa là xin lỗi. Ví dụ, chân bao chiền, suy yào nỉ mân bao máng. Thật xin lỗi, cần các bạn giúp đỡ.
Bao chiền ở đây là cũng từ xin lỗi. Từ mới số 6, khoai là hỏng, xấu, đây là tính từ. Ủa tợ chưa giữ khoai là chẩm mắc bạn nơ. Xe của tôi bị hỏng rồi, làm sao đây? Đó, nên mấy các bạn đã thấy là ủa tợ chưa giữ khoai là có nghĩa là xe tôi hỏng rồi. Nhưng mà khoai rấn thì chúng ta lại dịch là người xấu. Người xấu. Từ mới số 7, chúng ta có động từ siêu, có nghĩa là sửa, sửa chữa. Chiến miền dấu ý cơ siêu chưa tiền nơ. Phía trước có một quán sửa xe, vậy siêu chưa là sửa xe và siêu chưa tiền có nghĩa là quán sửa xe. Từ mới số 8, tiên ỉnh rèn, dạp chiếu phim. Ví dụ, trải tiên ỉnh rèn, dấu xin tiên ỉnh lơ, của mân, truy khảm bà. Ở dạp chiếu phim có phim mới rồi, chúng mình đi xem nhé. Từ mới số 9, xiểu xua là tiểu thuyết. Tha xí hoan khan ai chính xiểu xua, anh ấy thích đọc tiểu thuyết tình yêu. Ai chính là tình yêu đấy, ai chính xiểu xua, tiểu thuyết tình yêu. Nì mân xí hoan khan xiểu xua mà, các bạn có thích xem tiểu thuyết không? Có thích đọc tiểu thuyết không? Yue, yue ở đây có nghĩa là hẹn hò. Tha mân ý chính yue hò lơ, liền niến hồ ý định chiên miệng. Họ đã hẹn với nhau rồi, 2 năm sau nhất định gặp mặt. Đó, thì là ủa mân ý chiên, duy hò lơ, có nghĩa là chúng tôi đã hẹn hò với nhau rồi. Và duy ở đây kết hợp với bổ ngữ kết quả khó, nghĩa là đã hẹn với nhau rồi. Khả năng, đây là động từ năng nguyện, có nghĩa là khả năng, có thể chỉ một điều gì đó có thể xảy ra, phán đoán một điều gì đó có thể xảy ra. Xin trải khẩn hoàn lơ, khả năng của bộ lái lơ. Giờ rất là muộn rồi, khả năng tôi không tới nữa. Đó. Xin trải khẩn hoàn lơ. Bây giờ rất muộn rồi, khả năng của bộ lái lơ. Hay ví dụ phán đoán. Xiao ủ khả năng xia tạo ủ. Xiao ủ khả năng xia tạo ủ. Buổi chiều có khả năng sẽ có mưa to. Xia tạo ủ có nghĩa là mưa to. Từ mới số 12, khoán là động từ trả lại, vay mượn là gì các bạn còn nhớ không ạ? Là chia, chia, vậy trả lại đồ vay mượn là khoán. Ủa khoán cấy nỉ, ủa chia nỉ tờ, nà bỉ chiến. Tôi trả lại bạn cái món tiền mà tôi vay bạn. Các bạn sẽ thấy là ở đây có thể nói là khoán cấy nỉ hoặc ủa khoán nỉ đều được các bạn nhé. Có thể nói là ủa khoán nỉ, ủa chia nỉ tờ, nà bỉ chiến hoặc ủa khoán cấy nỉ. Ủa chia nỉ tờ, nà bỉ chiến. Ủa chia nỉ có nghĩa là tôi vay bạn đấy. Na bỉ chiến có nghĩa là món tiền. Bỉ là lượng từ của chiến có nghĩa là món tiền. Từ mới số 13, dùng, động từ có nghĩa là dùng, sử dụng. Ví dụ, chưa chưa bỉ nắng dùng mà. Tôi có thể dùng chiếc bút này không? Hoặc chiếc bút này có dùng được không? Chưa chưa bỉ, bỉ chưa là lượng từ của bỉ đấy. Chưa chưa bỉ nắng dùng mà. Nguyên liệu động từ tha thứ, xin nỉ yuán liang, wo bu zhi dao ni lái, mong bạn lượng thứ, mong bạn tha thứ, tôi không biết bạn tới, xin nỉ yuán liang, wo bu zhi dao ni lái. Từ mới số 15, mấy quan xỉ, có nghĩa là không có gì, không sao, không ảnh hưởng gì, ví dụ thường đối ứng với tôi bu chỉ, và bạn kia nói mấy quan xỉ, không sao. Từ mới 16, yên vấn là tiếng Anh. 17, chia, chúng ta vừa nhắc rồi, chia là vay mượn và khoán là trả lại đấy. Và chúng ta thường có A vay B là A chia B, sẵn mơ, A mượn B hoặc vay B cái gì. Các bạn lưu ý có cách dịch là mượn hoặc là vay nhé. Ví dụ, xiểu lính, chia của chén, bạn Linh, tiểu Linh, vay tôi tiền, xiểu lính, chia của chén. Thế còn một cấu trúc khác thì nghĩa là hoàn toàn thay đổi. A chia cẩy B sẵn mơ thì lại có nghĩa là A cho B vay, A cho B mượn cái gì. Các bạn lưu ý nhé, cấu trúc này hoàn toàn ngược lại với cấu trúc đầu tiên. Ví dụ, lão sư chia cái của y bản hàn ủy su. Cô giáo có cho tôi mượn một quyển sách tiếng Hán. Lão sư chia cái của y bản hàn ủy su. Từ mới số 18, chư là lượng từ của bút. Dịch là chiếc, lượng từ thường dùng cho những vật có nhành, có cánh, có cành, có vật, cán dài. Ví dụ như chiếc bút, nó cái cán dài chúng ta cầm đấy. Ví dụ y chư bỉ, một chiếc bút này. Y chư chiang là một khẩu súng vì chúng ta là có cái cán để cầm đấy.
19 nào. Shou lǔ qī là cái đài nhá. Bây giờ thì chúng ta rất là ít sử dụng cái này. Từ mới 20, nùng là động từ làm. Động từ này thì thường có thể thay thế cho một số động từ khác thường dùng trong khẩu ngữ, có thể thay thế cho động từ chùa, cảo. Chùa là làm mà chúng ta học rồi đấy, nǐ chùa shěn mě, bạn đang làm gì đấy. Ví dụ, nǐ yào nùng hǎo liàn xí cái nèng qù wǎn nè. Nǐ yào nùng hǎo liàn xí cái nèng qù wǎn nè. Thì ở đây từ nùng này thay thế cho từ chùa. Bạn phải làm xong bài luyện tập thì mới được đi chơi. Ở đây cũng có thể nói là lý do chùa họ liên xí trái nắng chiều đó. Nên trong khẩu ngữ thì chúng ta dùng từ nung. Nung khoai có nghĩa là làm hỏng. Thì cũng bằng với chua khoai. Nhưng mà nung khoai thường sử dụng nhiều hơn và sử dụng trong khẩu ngữ. Có nghĩa là làm hỏng cái gì đấy. Từ mới 21 trang là tính từ bẩn. Ví dụ, 我不注意就弄脏自己的衣服了. Tôi không cẩn thận nên là đã làm bẩn mất quần áo của mình rồi. Thì các bạn lại thấy từ nung ở đây kết hợp với trang này. Nung trang có nghĩa là làm bẩn, nung khoai có nghĩa là làm hỏng. Trang có nghĩa là bẩn, kết hợp với khoa thì chúng ta lại dịch là gì? Trang khoa là lời nói tục, lời nói không hay. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nhau vào phần ngữ pháp. Chúng ta sẽ học về cách sử dụng hình dung từ khó làm bổ ngữ kết quả. Khó là bổ ngữ kết quả dùng để biểu thị sự hoàn thành của động tác. Cũng giống như từ oán, nhưng nó khác ở chỗ là nó cái sau khi làm hoàn thành xong thì nó khiến người nói cảm thấy hài lòng. Ví dụ này, Fàn ý chinh chua khó lơ, cơm đã nấu xong rồi. Thì câu này các bạn cũng có thể nói là Fàn ý chinh chua bán lơ. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng bằng khó thì sẽ cảm thấy là người nói khi làm xong cơm sẽ cảm thấy rất là hài lòng và hài lòng về sản phẩm mà mình đã làm xong. Phản ý xin chú khó lơ. 2. 我一定要学好中文. Tớ nhất định phải học tốt tiếng Trung. Thì ở đây là khó với nghĩa là tốt luôn rồi. 我一定要学好中文. Hay 时间约好了. Đã hẹn xong về thời gian rồi. Yue ở đây là động từ hẹn và hào đây để biểu thị kết quả. Đứng sau động từ yue có nghĩa là biểu thị kết quả là cuộc hẹn hò đã được ấn định rồi. Sứ chiên, yue hào lơ. Tiếp theo chúng ta học về cách sử dụng của phó từ chiều. Chiều với rất là nhiều cách dịch đó là sắp, sẽ, đã, liền, vân vân. Cách thứ nhất là dùng để nhấn mạnh động tác sắp xảy ra. Thì các bạn cùng xem này. Ní tẩn ý xìa, thay chiều lái. Bạn chờ một chút, anh ấy sắp tới rồi. Và lưu ý chiều là phó từ nên sẽ luôn luôn đứng trước động từ nhá. Thay chiều lái có nghĩa là anh ấy sắp tới rồi và đứng trước động từ lái. Hay, xin chào liệu tiền, của mân liệu tiền bàn chiều chu pha. Bây giờ là 6 giờ và chúng tôi 6 giờ 30 là sẽ xuất phát. Thế đây là nhấn mạnh cái động tác sẽ sắp xảy ra vì bây giờ là 6 giờ rồi. Và liệu tiền bàn chiều chu pha, 6 giờ 30 thì bắt đầu sẽ xuất phát. Ngoài ra thì chiều cũng đứng trước động từ dùng để diễn đạt, diễn tả động tác diễn ra sớm hoặc là thuận lợi. Ví dụ, với nghĩa là diễn đạt sớm hoặc thuận lợi thì chúng ta thường dịch là đã. Tha xin thiên, liệu tiền chiều chỉ choáng lắm. Hôm nay anh ấy 6 giờ đã ngủ dậy rồi, có nghĩa là anh ấy ngủ dậy rất là sớm từ lúc 6 giờ. Và chiều đứng trước động từ chỉ choáng. Tha xin thiên liệu tiền chiều chỉ choáng lơ. Hòa thiên lợi ý biển chiều tổng lơ. Câu này để nhấn mạnh gì? Động tác diễn ra thuận lợi. Hòa thiên lợi ý biển chiều tổng lơ. Tôi nghe có đúng một lần là đã hiểu rồi. Tiếp theo, đối với phó từ trái là mới, thì phó từ này lại dùng ngược lại với phó từ chiều mà chúng ta vừa học. Chiều thì nhấn mạnh động tác sẽ sắp xảy ra, còn trái thì động tác vừa mới xảy ra. Thì cách sử dụng này gần giống với từ can, cũng đứng trước động từ các bạn nhé. Ủa trái tỏ chia, tôi vừa tới nhà. Thì cũng có thể nói ủa can tỏ chia, ủa trái tỏ chia. Ngoài ra thì trái đứng trước động từ để nhấn mạnh động tác xảy ra muộn, không thuận lợi. Nó ngược lại với chiều để nhấn mạnh động tác diễn ra sớm và thuận lợi. Đây các bạn cùng xem này. Ní chẩn mơ xin chạy trái lái. Ní chẩn mơ xin chạy trái lái. Sao bây giờ bạn mới tới? Đấy, như vậy trái lái đây là nhấn mạnh động tác tới là diễn ra muộn.
Tha tố lờ san biển của trái thiên tổng. Tha tố lờ san biển của trái thiên tổng. Có nghĩa là anh ấy phải đọc đến 3 lần tôi mới nghe hiểu. Như vậy các bạn sẽ thấy trái thiên tổng mới nghe hiểu để nhấn mạnh là gì? Động tác diễn ra không thuận lợi. Tiếp theo, kiến thức ngữ pháp thứ 3 đó là bổ ngữ xu hướng. Đó là động từ, chúng ta học mở rộng thêm thôi, động từ mà mang tân ngữ chỉ địa điểm. Thì các bạn lưu ý, xuất hiện trong câu bổ ngữ xu hướng thì địa điểm cần phải đặt trước lái và chủ, hoặc lái và chủ phải đặt sau cái tân ngữ chỉ địa điểm. Ví dụ, nì khoai xả lầu lái ba. À, bạn mau xuống dưới lầu đi, thì chúng ta không được nói là nỉ khoai xả lái lấu ba. Thế đây là câu sai. Mà là lấu là tân ngữ chỉ địa điểm nên chúng ta phải đặt trước bổ ngữ xu hướng lái hoặc là chủ. Chúng ta phải tách ra và nói là gì? Nì khoai xả lầu lái ba. Đó. Hay ví dụ nhá, sang khưa lọ, lão sư chỉnh cho sư lái lơ, lên lớp rồi, thầy giáo vào lớp rồi. Thì chúng ta không được nói là lão sư chỉnh lái cho sư lọ là câu sai. Chúng ta phải đưa cái tân ngữ là địa điểm cho sư phòng học này này vào giữa, đặt lên trước bổ ngữ xu hướng lái. Lão sư chỉnh cho sư lái lơ. Thì cách diễn đạt này các bạn sẽ thấy là nó không giống trong tiếng Việt, cho nên là mình chưa quen, chúng ta phải lưu ý để chúng ta nói cho nó đúng. Đấy, hay là tha khuấy xu sơ chuy lọ, không được nói là tha khuấy chuy xu sơ là sai. Chúng ta phải đưa cái tân ngữ địa điểm vào giữa, tha khuấy xu sơ chuy lọ, anh ấy về ký túc xá rồi. Và nếu như trong câu bổ ngữ xu hướng mà động từ mang tân ngữ chỉ sự vật thì các bạn cái bổ ngữ xu hướng lái và chuy có thể đặt trước hoặc sau tân ngữ. Ví dụ, 我想带照相机去, tôi muốn mang máy ảnh đi. Thì các bạn có thể đặt 照相机 là tân ngữ chỉ sự vật, có thể đặt trước chữ, hoặc các bạn cũng có thể là gì, đặt ra đằng sau. 我想带去照相机. Đó. Hay ví dụ, 他买来了一斤苹果. 他买来了一斤苹果, anh ấy mua về một cân táo. Thì tân ngữ ở đây là chỉ sự vật, một cân táo. Thì chúng ta cũng có thể nói theo cách là 我买了一斤苹果 lái, hoặc 我买来了一斤苹果. Tuy nhiên thì để cho nó thuận thì thông thường mình hay sử dụng theo cách là đặt tân ngữ chỉ sự vật ở đằng sau thì có vẻ xuôi với tiếng Việt hơn. 他买来了一斤苹果. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau vào luyện đọc bài đàm thoại. Tình huống đàm thoại thứ nhất, Tao Wei là David nói gì? Tôi bù chỉ ra nghỉ chú tầng lớp. Xin lỗi, để bạn chờ lâu rồi. Đây cũng là ở trong phần câu mẫu. Mà Lý, Mary nói, 我们约好8点, 你怎么8点半, trái lái. Chúng ta đã hẹn nhau 8 giờ, sau 8 giờ 30, bạn mới tới. Chẩn mơ ở đây, dùng để hỏi lý do. 你怎么8点半, trái lái. Chuyên bao chuyện, thật là xin lỗi, 我来晚了, tớ đến muộn rồi. 半路上我的自行车坏了, trên đường thì xe đạp của tớ bị hỏng rồi. 修好了吗, chữa được chưa, sửa được chưa. 修好了, sửa được rồi. 我想你可能不来了, 我想你可能不来了, tớ lại cứ nghĩ là có thể bạn không tới. 你可能不来, có nghĩa là có khả năng bạn không tới đấy. 说好了, đã hẹn nhau rồi. 我怎么能不来呢, tớ làm sao có thể không tới được. 我们快进电影院去吧, 我们快进电影院去吧, có nghĩa là gì? 进...去 thì các bạn sẽ thấy là tiên hình yuan sẽ đặt là tân ngữ chỉ địa điểm sẽ đặt trước bổ ngữ xuống chữ. 我们快进电影院去吧, có nghĩa là chúng ta mau vào trong rạp chiếu phim đi. Họ được. Chúng ta cùng đến với tình huống hội thoại thứ hai. Liễu Trinh, khoán nghỉ xứ tiễn, dùng đỡ xứ chiên thay trắng lở, chỉnh nguyên lẹng. Liễu Trinh, Liễu Kinh, khoán nghỉ xứ tiễn, trả lại bạn từ điển. Dùng đỡ xứ chiên thay trắng lở, thời gian dùng lâu quá, tớ dùng lâu quá, chỉnh nguyên lẹng, mong bạn lượng thứ.
mong bạn thông cảm. Điếu chim nói gì mấy quán xỉ không sao, nhỉ dùng bà, bạn cứ dùng đi. Xì xì, cảm ơn, bú dùng lờ đã không cần dùng nữa. Xin chia rư, ố mải bảo y bản xin xảo xua, chủ nhật tớ có mua được một quyển tiểu thuyết mới. Yên vấn tờ, hán sử trung vấn tờ, là tiếng Anh hay là bằng tiếng Trung? Yên vấn tờ là tiếng Anh, khấn hiểu ý sự, rất là hay. Quần nâng khăn tổng mà, tớ có thể xem hiểu được không? Khăn tổng ở đây có nghĩa là xem hiểu đấy. Nì yên vấn xế đà bố chô, ố xẳng nâng khăn tổng. Tiếng Anh của bạn học rất là tốt, tớ nghĩ là có thể xem hiểu. Nà chìa ủa khăn khăn xíng mà. Nà chìa ủa khăn khăn xíng mà. Vậy mượn của bạn đọc được không? Đáng rán khởi ý, đáng rán khởi ý, đương nhiên là có thể. Mời các bạn cùng đến với phần bài học mở rộng. Câu thứ nhất, 那个收录机我弄坏了, câu này nghĩa là gì? Cái đài kia tôi làm hỏng rồi. Các bạn sẽ thấy là nung khoai, chúng ta học ở phía trên, nung khoai có nghĩa là làm hỏng, bằng cái từ chô khoai, mà nung khoai thường dùng nhiều trong khẩu ngữ. Tình huống tiếp theo là một đoạn hội thoại. A, tôi bù chỉ nung trang nì tờ bẩn sự lơ. Tôi bù chỉ, xin lỗi, nung trang nì tờ bẩn sự lơ, làm bẩn vở của bạn rồi. Nung trang có nghĩa là làm bẩn, nung khoai có nghĩa là làm hỏng. B trả lời mấy sần mơ, không sao. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc cái bài hội thoại ở phía cuối bài này nhé. Chúng ta sẽ cùng xem câu thứ nhất này. Mình tách ra từng câu nhỏ để chúng ta luyện. 我和小王约好今天晚上去北京饭店跳舞。我和小王约好, tôi và Tiểu Vương có hẹn với nhau. 今天晚上去北京 phan tiền theo vũ, đến khách sạn Bắc Kinh để khiêu vũ. Xiao wǔ wǒ men liǎng ge ren xiān qù you yì shāng diàn mǎi dōng xǐ. Xiao wǔ wǒ men liǎng ge ren, buổi chiều hai người chúng tôi xiān qù you yì shāng diàn mǎi dōng xǐ, đến cửa hàng hữu nghị để mua đồ trước. Đó, you yì shāng diàn là cửa hàng hữu nghị. Chúng hữu nghị sang tiền chu lái ỉ hậu, sau khi đi ra từ cửa hàng hữu nghị. Của chu khan ý cơ phổng yêu, tôi có đi thăm một người bạn. Xiao Wang chu Wang Phú Chính, Tiểu Vương thì đi Vương Phủ Cảnh. Vương Phủ Cảnh là một địa điểm đấy. Của chai phổng yêu gia chư hoàn phạm, tôi ăn cơm ở nhà bạn. 6:30, 我才从朋友家出来. Ở 6 giờ rưỡi thì tôi bắt đầu mới đi ra từ nhà của bạn tôi. 6:30, 我才从朋友家出来. 到北京饭店的时候, đến khách sạn. Và lúc đến khách sạn Bắc Kinh, các bạn sẽ thấy chấm 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 tạo sứ hầu. Chúc là chúng ta học rồi, lúc làm cái gì đấy. Tàu Bảy Trinh Phan Tiên đã sửa hậu, lúc đến khách sạn Bắc Kinh, chi tiền tua lờ, đã 7 giờ hơn rồi. Xiao Wang chân chảy mấn khẩu tấm của, Tiểu Vương đang đứng ở cổng chờ tôi. Ủa xua, lái tờ thai hoàn lơ, tôi nói là gì, tôi đến muộn quá, chân bao chiền, thật là xin lỗi, chỉnh yuán liang, mong thông cảm. Tha xua mấy quán gì? Anh ấy nói là gì? Không sao, không vấn đề gì. 我们就一起进北京饭店去了. Chúng tôi liền cùng nhau đi vào trong khách sạn Bắc Kinh. Các bạn lại để ý cho mình là Bảy Trinh Phan Tiên là tân ngữ chỉ điểm. Chúng ta sẽ đặt trước bốn ngữ xuống chữ. 进北京饭店去了.